một mẫu TV của hãng Samsung có màu đen là 43G5500, mọi người lưu ý nhé để tránh tiền mất tật mang nhá. Đây, mọi người có thể thấy này, rồi bấm to nhỏ này, có tiếng kêu rất là khó chịu nhá. Rồi đây thì chúng ta vào tác trình duyệt của nó này, tiếng kêu rất là khó chịu. Rồi. Xin chào mọi người nhé. Thì trong cái thời gian này thì bên em cửa hàng em nó ít có âm mi để thanh lý cho mọi người. Trong buổi sáng này thì có một khách ông mang một con tivi của hãng Samsung nha mọi người, với một không phải là bệnh mà biểu hiện của nó như này. Đấy, đấy, mọi người thấy đấy, tiếng kêu rất là khó chịu. Khách này nó nói là đi sửa và có thợ nó báo là bị lưới bể chính mọi người, không biết họ đâu báo là lưới bể chính, bắt khách phải thay không thay mà có mang ra cửa hàng em. Nhưng tiện đây thì em cũng chia sẻ cho mọi người cách, đây không phải là bệnh nhé mọi người nhé, đây thì là nó chỉ là cái phần âm thanh phản hồi của nó thôi. Chúng ta chỉ cần vào phần cài đặt và tắt tắt đi là ok nhá, mọi người lưu ý nhá. Nhưng mà để tắt rồi thì chúng ta cần có một cái điều khiển này, rất là khó chịu. Mọi người làm như theo em này nhá. Đó thì mình ra rất là khó chịu. Cực kỳ là khó chịu luôn. Để tắt lại máy mọi người làm như này, vào phần menu này. Sau đó để tìm đến phần cài đặt hệ thống này. Chuyển sang này. Tìm vào cái phần cài đặt tổng quát nhá mọi người nhá. Kéo nó xuống. Rồi, tổng quát đây. Âm thanh phản hồi đây mọi người. Rồi, trong con này sẽ có 3 mức phản hồi này. Cao này, trung bình này, thấp này. Để tắt thì mọi người làm tắt nó đi là xong. Tắt. Ok này, phát ra này. Đấy, như vậy là hết nhá. Rất là đơn giản. Cực kỳ đơn giản. Hết cái phần âm thanh phản hồi nhá, rất là đơn giản thôi mọi người nhá.